Truyền thông Nga công bố video, giới chức nước này cùng đội danh dự đón lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuống tàu ở vùng Primorsky. Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Nga-Triều Tiên, Bộ trưởng Tài nguyên và Sinh thái Nga Alexander Kozlov đã tiếp đón lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Kharsan ở vùng Primorsky, Bộ Tài nguyên và Sinh thái Nga cho biết hôm nay. Ông Kim Jong-un đã đến Nga trong chuyến thăm chính thức, ông Kozlov thông báo trên Telegram cùng ngày. Ông mô tả Nga và Triều Tiên là bạn tốt trong 75 năm qua và hai bên đã ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau với tư cách láng giềng, đối tác thân thiết. Ông Kozlov đăng video có hình ảnh đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên di chuyển trong trời tối, rồi dừng lại ở vị trí đội danh dự Nga đứng chờ. Ông Kim Jong-un sau đó xuống tàu, duyệt đội danh dự rồi di chuyển vào tòa nhà tại ga. RIA Novosti dẫn lời Oleg Koremyako, thống đốc Primorsky, nói ông cùng Bộ trưởng Kozlov đã tiếp lãnh đạo Triều Tiên. Reuters dẫn nguồn tin cho biết, ông Kim Jong-un đến Kharsan sáng 12 tháng 9, gặp giới chức Nga tại đây, sau đó lên tàu tiếp tục hành trình. Kharsan nằm gần biên giới Nga-Triều Tiên, được coi là cửa ngõ vào vùng viễn đông Nga. Điện Kremlin, giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un lên tàu tới thăm Liên bang Nga vào chiều 10 tháng 9. Tháp tùng ông Kim Jong-un có các quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên, chính phủ và lực lượng vũ trang. KCNA cho biết ông Kim Jong-un sẽ gặp và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga. Tổng thống Putin đang ở Vladivostok, trung tâm hành chính vùng Primorsky, tham dự diễn đàn kinh tế phương Đông. Hãng tin Nga Interfax dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cũng sẽ tham gia hội đàm. Điện Kremlin ngày 11 tháng 9 thông báo lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ năm 2019. Một nguồn tin cho biết ông Kim Jong-un có thể dự hội nghị thượng đỉnh với ông Putin sớm nhất vào ngày 12 tháng 9. Lần gần nhất lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga là chuyến đi tới thành phố Vladivostok để gặp Tổng thống Putin hồi tháng 4 năm 2019. Chuyến thăm diễn ra sau khi cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên giữa ông Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không đạt được kết quả. Bình luận về chương trình nghị sự, ông Peskov không nêu rõ các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở đâu ở vùng Viễn Đông Nga. Nhưng ông nói rằng các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức với sự có mặt của cả phái đoàn Nga và Triều Tiên và theo hình thức trực tiếp. Sẽ có bữa tiệc chính thức cho ông Kim nhưng không có cuộc họp báo nào. Cũng theo người phát ngôn, các cuộc đàm phán này sẽ tập trung vào một số vấn đề nhạy cảm cũng như hợp tác kinh tế và văn hóa song phương cũng như tình hình chung trong khu vực. Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko không loại trừ khả năng ông Putin và ông Kim cũng sẽ thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo của Nga cho Triều Tiên. Đầu tháng này, tờ New York Times dẫn lời các quan chức phương Tây đưa tin rằng ông Kim muốn thảo luận thêm về hợp tác quân sự với nhà lãnh đạo Nga. Cùng ngày 12 tháng 9, hãng tin Kyodo Nhật Bản dẫn nguồn tin địa phương của Nga cho biết đoàn tàu của ông Kim sau khi dừng ở ga xe lửa Kharsan, biên giới Triều Tiên Nga, đã đi hướng về phía bắc dọc theo bờ biển. Sau đó, RIA Novosti đưa tin ông đã vượt sông Radenaya, cách Vladivostok không xa. Ông Vladimir Putin đến Vladivostok hôm 11 tháng 9 trong chuyến thăm 2 ngày để tham dự diễn đàn kinh tế phương Đông. Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng diễn ra cũng như các cuộc tập trận quân sự có sự tham gia của quân đội Hàn Quốc và Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.